Kính thưa quý vị, sau nhiều giờ làm việc, chúng tôi đã hoàn thành xong cơn nhảy yến tại Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Thì con nhảy yến này thì sáng tôi có báo nỗi là nó rất là kém ở công tác vận hành. Nhất là sử dụng quá nhiều phân trong thời gian dài thì nó gây ra nhiễm độc trong cái nhảy yến rất là đẹp chuẩn chỉ. Đấy. Thì trước khi làm thì tôi cũng trao đổi với ông chủ là phải dọn dẹp rửa váy nhà, thì trong 3-4 ngày thì ông chủ đã hoàn tất xong toàn bộ cái công tác vệ sinh. Công tác vệ sinh thì cực kỳ quan trọng. Đấy, trong nhảy yến thì chúng tôi đã làm theo cái công nghệ sinh học, chúng tôi đã nghiên cứu trong nhiều năm nay và thực hành rồi. Điều đó không thể phủ nhận được. Đấy, thì kể cả như trong khi có chim rồi quý vị cũng vẫn phải vệ sinh, nhưng mà vệ sinh thì nhảy yến nó rất đặc biệt với những cái khác. Cái nhà không có chim cũng phải vệ sinh kiểu theo nhà không có chim. Nhà có chim rồi vẫn phải vệ sinh theo nhà có chim rồi. Nhà buôn chim rồi cũng phải xử lý. Tất cả các thứ đều phải xử lý nhà chim thì chúng mới đảm bảo được. Và giờ này chúng tôi đã làm xong rồi, chúng ta vừa bật âm xong rồi test âm thử những bộ âm mà tốt nhất cho chủ nhà. Thì sáng tôi báo nỗi rồi thì bây giờ tôi tiếp tục tôi vào để tôi sẽ review cho công tác mà sửa chữa căn nhà yến này. Căn nhà yến này thì tạm thời là 3 tầng. 3 tầng nhé quý vị. Mới mở đấy mà anh nhiều chim đấy. Ba sàn yến, ba sàn, trong đó 2 lầu 1 chẹt. Thì về công tác phần cứng chỗ này nó cũng vẫn có một cái lỗi. Sáng tôi quay lại. Có một cái lỗi. Nó lỗi chỗ này nhiệt vẫn đánh trực tiếp là vẫn có một cái ô vào. Chỗ này là gián tiếp đi vào khe tường xong đi vào trong kia. Thì cái chỗ này là phải xử lý những cái đầu ngoài này lại, xử lý lại hết để bịt lại tất cả những cái ô mà nó gọi là chống thoát nhiệt. Kìa, nó bay về nhiều quá trời. Chống thoát nhiệt, chống mất nhiệt vào ban đêm. Thì cái này đã trao đổi với chủ nhà có hướng xử lý rồi. Cái chỗ mà nó như cái móng heo á ra ngoài đấy, chỗ đó là cái một lửa ở trong lửa tầng 10 ấy, lấy khí vào trong xong rồi đẩy vào trong, cái đấy lỗi là phải xử lý. Nên là nhà ai nếu mà có gặp trường hợp này cũng phải xử lý lại. Và tôi cũng mở âm lên để theo dõi xem phim về như kiểu gì, nhưng mà cũng tương đối tốt. Nó bắt buộc khi vào trong nhà thì tôi phải tắt âm lại, tôi phải tắt âm đi để tôi bàn cách xử lý, chính là cách xử lý nhà yến này. Thì hiện tại là chúng tôi đã hoàn thành âm rồi, bắt buộc là tôi âm du, tôi để lại, còn âm dẫn thì tôi phải xử lý, tôi tắt đi để tôi review cho quý vị xem, cũng khi nó vào đụng chạm cùng đông hết. Thì căn nhà yến này thì nó có những cái nỗi loa, dùng loa to như này mà tôi quên cắt, tí nữa tôi sẽ cắt lại, cái loa rất là to, tí nữa anh em mà cắt lại cái loa to này, không dùng thích quên mất, để cái loại này nó bay nhà mất. Thì từ đây chúng tôi sẽ thưa quý vị là tôi đã làm một cái loa để cái góc này là góc 45 độ hướng lên cái lỗ, và sáng cái lỗ trên kia thì bịt lại, kỹ thuật là mở ra rồi xong này không có chim, quay chim xong bịt lại xong tôi lại mở ra thật chắn chết được đấy. Không biết đúng sai thì nó cứ đóng vào mở ra biết rồi. Cái hai là cái loa này thì sáng là một cặp loa rất là lớn, tôi đã thay lại cặp X1 rồi, và đi vào đây tôi cũng là thay cặp X1 rồi. Sáng đây thì nhà nó rất là toang hoang, trông chán lắm, nó chả ra hồn gì như cả, các ống khí ở đây nó có 20-30 cm, bây giờ tôi phải làm nó chung là tôi làm đến 70 đấy, trên 70 đấy. Đấy, thì tôi cân khí lại trong cái nhà yến này, cân khí lại sáng cái nhà yến này vào nó lạnh lắm, nó lạnh cực kỳ luôn, nó lạnh ghê lắm. Nên là bây giờ tôi đã phải là cảm thấy nó ấm cúng rồi. Đấy, ở đây là anh em nó vừa đi sinh xong này. Anh em mới thử đi xong, tôi đã làm cái hệ thống rồi đấy. Hệ thống rồi tôi chúng tôi đã làm lại rồi. Đấy, hệ thống rồi tôi cũng làm lại rồi. Từ sáng này rất là nhiều con ma trùng. Ma trùng rất là nhiều. Đây, cái loa này rất là to. Cái này rất là nhỏ.
Cái gì vậy? Thì sao? À, đưa cái loa rất là to này, nó xóa âm, nó phá vỡ hết cái không gian của cái trường trường đảo phim. Người phim họ không biết được rồi. Không biết được cái đường phim đi. Cái đường phim phim năng lượng. Nhưng mà rất là khó khăn cho vấn đề mà khi nó định hình được cái đường đi. Thế thì tổng thể cái phim này cũng bình thường, cũng không có vấn đề, trùng tu rất là rộng rãi. Đấy, thế thì trên đây là tôi lắp thêm một cái đường băng dẫn. Tắt âm rồi. Tắt để mà làm phim cho bà con xem, hướng dẫn bà con làm chứ. Mở âm nó đi vào trong nó lao vào trong nhà, lao của mình nó mất công. Anh lấy cái anh cắt của em cái loa cho dùm em cái. Lấy cái kéo cắt cái loa cho dùm em, chứ nó quên. Chuyện cái thang luôn. Và trên đây, chỗ này tôi đã thêm một cái nữa là một cái cặp loa. Cặp loa A61 để dẫn phim qua từ bên nắp từ bên trái sang bên phải. Lắp từ bên trái sang bên phải này. Và cái kéo phim ở trong buồng này. Đấy, ở bên đây. Và tôi cũng kéo một cái cặp loa từ đây. Từ đây để lên trên trùng tu. Đây đây. Loa lóc rồi cắt chưa? Loa lóc cắt chưa? Cắt rồi đúng không? Vâng. Và đây là quay tổng thể cái nhà trên. Và hai cái lỗ trên này là tôi vẫn để nguyên. Trước họ chơi cái H5000 rất là to. Và chúng tôi đã lấy lại phong độ bằng cách là mỗi bên là bốn cái cặp A61. Bốn cái A61 đây. Hệ thống khí nó còn thành thánh để trên này. Và rất là ok. Và tôi quay vào đây là tầng 3 này. Chúng tôi đã hoàn thiện toàn bộ hệ thống đường du. Sáng đây là toàn bộ là những đường du là đường vũ trụ. Và chúng tôi sẽ vào đó là một cái đường du cặp thế này thôi. Thì nó mới hoàn thiện được vào đây đường dẫn. Đường dẫn cũng như bao đường dẫn của ngôi nhà khác. Ngôi nhà này thì nó ở Tây Ninh. Nên là thời tiết nó hơi khác chút xíu. Nên là cân khí thân nhiệt. Móng ra một tí. Vâng. Tôi quay cho quý vị coi. Đây cặp loa. Ngoài kia nó nhiều chim lắm, rồi tôi mở âm trong lời chui, nó sắp được chui vào nhà đấy. Đấy, nó bay đây ngoài luôn, nó thè luôn. Nó bóng nó vào trong đây này, đấy, bóng nó bay, đấy, thấy không? Và bên đây là một cái lỗ. Tôi quay cho quý vị coi, bên đây cũng là một cái lỗ. Lỗ này là lỗ thoát hiểm của chim, và đồng thời cũng là lỗ đi ra. Và bên đây là một cái lỗ đi vào, nhé. Cái lỗ đi vào này của nhà chim. Đấy. Cũng là lỗ đưa khí đi ra ngoài. Đấy, nói cái gì vậy? Tôi làm đơn giản lắm. Thực sự ra đơn giản. Âm du thì cũng nói quý vị rằng nó cũng nhỏ nhẹ thôi. Không có cái gì cả. Chả có gì mà trong hướng dẫn làm hết mà. Đấy, khí thì trên đây tôi làm khí ống thứ 90. Tổng thể khí nhà này là cao là 3m. Dài là tổng 16m. Trường cu 5m. Đấy, tôi lấy khí bằng cách này, ống 90 dài khoảng 70 cm. Và cái điều này thực sự ra là nó khó nói lắm. Mỗi nhà nó một kiểu, mỗi nhà nó một cái mỗi vùng thời tiết của mỗi nơi nó khác nhau, nên là tôi không thể mà hướng dẫn bà con cụ thể được. Cái này nó tư duy cảm nhận của mỗi người, hay cả nhân viên anh em kỹ thuật chúng tôi cũng vậy thôi. Tôi bảo là được, anh em nó bảo chưa được. Tôi bảo như thế này, khi mở nó bảo là này là chim chưa ở. Chính chủ không biết làm nào, nhưng mà nó kinh nghiệm của cá nhân những người khác nhau cũng giống nhau. Âm thanh thì tôi đã hướng dẫn là anh em chỉ anh em rồi. Thì trên đây là cái loa, cặp loa A61 đi xuống chim. Cái đây là cặp A61 dìu chim xuống. Dìu chim xuống để đi vào cửa lỗ bên này. Ở trên đây thì chỗ này tôi cũng để một cái cặp A61 chỗ này. Đấy, thế thôi, không có gì. Trên đây là lỗ thông khí, điều nhiệt.
đấy, tôi hay gọi là lỗ vui vui tí là lỗ thần thánh ấy. Đấy, bên kia có một cái lỗ nữa đấy, thì toàn bộ cấu trúc như vậy thôi. Đây là cấu trúc của đường xuống thì vào. Và bây giờ chỗ này là anh em sẽ làm một cái bạt để chắn ngang đây, chắn ngang đây để nó bớt sáng lại. Những cái bạt này đóng nha anh ạ. Anh tên đấy là nghĩa là làm chưa làm gì, làm gì quấn gọn hết các đồ đấy. Vâng, xong rút thôi, tôi làm xong là thịt bị xanh rồi. Và bây giờ tôi bật âm lên để tường thuật tiếp cho quý vị xem. À quên, chỗ này là 5 âm ly, thì tôi thì có 2 âm ly này, một âm ly này là âm ly gọi dẫn, nhưng mà cái này là chạy dự phòng. Đấy, bây giờ cái này thì cắt cái dự phòng đi, thì tôi chạy cái này là cái chính. Vâng, đấy. À, đây là cái chính. Còn cái này là chạy cái chính này. Đấy, tắt cái này đi thì lại là chạy cái dự phòng lên. Đấy, này chủ nhà để ý cái này. Chỉ chạy một trong hai âm ly mà thôi, không có chạy hai cái được. Chạy hai cái nó chạy á. Đấy. Anh chủ này, đây nhá, tôi đang chạy cái âm ly du này, âm ly dự phòng này. Rồi, mà nó là ghi trên cái đường nhá. Bây giờ có hai âm ly này. Nhá. Đấy, thì cái này có 2 dây, cái này nó nhiều dây này. Ừ. Đấy, thấy không? Ừ. Mình chạy chính này. Ừ. Thấy không? Cái này nó ít dây này. Ừ. Để mình chạy phụ. Ừ. Thế là mình đang chạy chính này. Ừ. Và mình ấn nút mình chạy chính này. Ừ. Đó. Đấy, nó chạy đúng không? Ừ. Nó chạy đúng không? Ừ. Thế hôm nào không may nó trục chặt cái gì á, nó không âm lên đấy. Ừ. Thì anh tắt cái này dùm tôi. Ừ. Anh nhấn cái này lên. Ừ. À. Được chưa? Dạ, được. À, âm thanh tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Ừ. Cho anh đấy hết rồi, chỉnh ngon lành rồi. Ừ. Đấy. Là muốn chạy bỏ chạy phụ thì nhấn chạy chính. Ừ. Đấy, được chưa? Dạ. Rồi. Cái âm ly này cũng vậy này, hai âm ly này. Cái này là nó có hai cộng này, nó rất là ít này. Ừ. Cái này chạy phụ này. Ừ. Đấy, còn dưới này là chạy nhiều là chạy chính này. Ừ. Thấy không? Ừ. Thấy chưa? Ừ. Đấy. Thế thì bây giờ tôi đang quay chạy chính này. Ừ. Cái ví dụ như cái chính là nó chết này. Ừ. Thì mà bắn cái phụ lên. Được chưa? Dạ. Thế thôi, không làm gì hết. Dạ, đơn giản không? Dạ, dạ. Thế còn các hệ thống ẩm này là mình không xài nhá. Dạ. Đấy, không xài gì hết. Ờ, còn cái ru này thì cho nghỉ một tí này. Dạ. Đấy, nghỉ một tí ru là 4 giờ sáng, 4 giờ 30 để cho sáng cho mấy con chim tắt ru đi. Im tay nhé. Tắt ru để cho chúng nó dậy nhau. Dạ. Tắt cái ru từ 4 giờ đến 45 phút này. Yeah, yeah. Để chúng nó biết đường, chúng nó ra, chúng nó dạy nhau, không kêu nhau, kêu ý ấy. Yeah. Gọi là gọi đi tập thể dục ấy. Yeah. Nó gọi nhau tập thể dục. Yeah. Thấy không? Rồi là cho nó nghỉ một tí, đêm nó thuộc bài rồi, sáng nó rủ nhau đi chơi. Yeah. Biết đường nó ra. Mình cứ dẫn này thì để nguyên thì mình cứ 5 giờ là mình mở lên. Yeah. 19 giờ nó tắt. Đây, tự nó tắt, tự tắt đây này. Dạ. Cài rồi này. Đấy. Được chưa? 19 này. 5 giờ này. Hả? Dạ. À, ok. Dạ. Đấy, thế là chạy thôi. Dạ. Bần bần có cái gì thì cứ alo. Dạ. Được chưa? Dạ ok. Đấy, âm đấy thì nó chạy nhá. Đây. Chạy thôi. Dạ. Không có cái gì là khó khăn cả, không vận hành đâu. Dạ. Đang ngắm chim thôi. Dạ. Đấy, đấy cha. Ôi trời. Đấy, giờ mình đang ngắm chim thôi. Đây. À, thưa quý vị, đã làm xong rồi. Đấy, đây làm xong rồi. Bây giờ làm xong rồi tường thuật trực tiếp cho bà con xem, hàng xóm xem. À, loa lục giác, cái loa lục giác trên kia tắt rồi nhá. Cắt rồi đó. Không kêu. Đấy, đỡ ồn ào đúng không? Hôm nay là tận tay này, tận nhìn thấy nhà mình luôn đấy, không có xem video gì hết đấy nhá. Được chưa? Video là thường rồi, nay là nhà mình tận chứng kiến trực tiếp rồi, thấy không? Không biết là chừng nào nó mới hết cái cảnh này ấy. Thấy chưa? Đấy, còn người trong nhà ấy, nên là nó còn đảo ra đấy. Tí nó cứ lao vào cái tên. Đây, cũng quay cho bà con này. Mình chưa bắt cao dẫn không? Bắt rồi. Sao nó kêu nhóm thế? To, thích to à, sao lại to? To để hàng xóm la om sòm. Đấy, thấy không? Đấy, vẫn còn anh đang xịt vi sinh trong đó ấy, là mấy em nó ở ngoài em còn. Đấy, thấy không? À.
vui không? Thắp thắp sáng niềm hy vọng. Thấy không? Lượn lượn tròn 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 thấy không? Thấy nó tròn tròn không? Có cái là chưa lao vào thôi. Bây giờ cắn con người trong đó lao cái gì? Đang xịt đi. Thích gì à? Đối với tôi thì cảm giác của tôi là bình thường. Và các anh chị thì làm trong 1-2 năm nó không có cảm giác này đâu. Nên là 1-2 năm nó thất bại, ngày nào cũng ngắm được vài con chim mèo phèo nó chán lắm. Đó, hôm nay mình ngắm chim nhà mình thật rồi, không phải là mơ hồ nữa đúng không? Ngày xưa tôi quay video thì bảo là không biết ông này cũng làm ăn kiểu gì. Đấy, thấy tiếng thật to. To hơn tiếng hoa của tôi ấy. Đúng rồi. Tắt hết rồi. Đấy, thấy không? Trong này thì thật chắc phải nửa tiếng chắc phải chắc hai hơn tiếng quá. Ông bà nói thực sự mấy anh chị là chúng tôi làm là thổi hồn vào trong cái nghề yến. Anh thấy chỉ có một cái trần một con đùi nào là anh biết rồi. Nhân viên của tôi còn quần dài, còn tôi còn quần đùi cái trần anh biết rồi. Ông tại vì sao mình phải làm như vậy? Mình cảm nhận thân nhiệt đấy. Mình cảm nhận thân nhiệt thật đấy. Mình cảm thấy mình điều chỉnh thế nào để cho nó lấy, nói chung lấy thân mình ra để mà cảm nhận đấy, để mình điều chỉnh ống khí á, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Ngoài tai ra này, còn mắt ra này, còn thể lấy thân nhiệt của mình ra để đo á, nó nhiều cái nó rất là huyền bí, thấy không? Đấy, thích nha. Mình thích. Có những khách hàng điện cho tôi hỏi nhà anh có bao nhiêu cái căn nhà yến. Tôi hỏi là tôi đi làm khắp đất nước Việt Nam là tôi làm căn nào đó là căn yến của tôi ấy. Bởi vì thực sự nó như đứa con tinh thần của mình ấy mà. Đấy. Tự nó kêu á. Tôi bật âm rồi nha. Bật bình thường rồi đó. Tôi bật bình thường đó. À, nó cứ bay sang bên này đâu, bay sang bên kia đâu. Đây này, góc bên này này, thấy không? Thấy không? Đấy, thấy nó bay nét chắc nó kêu thật đấy, thấy không? Còn cái kia là để rảnh rảnh là bật mấy cái lỗ rồi hết không? Ừ. Cho anh em bịt chỗ đây, cái lấy cái hồ vã luôn. Là đi cho cái nhiệt nó ổn. Nhiệt nó ổn. Như này nó cũng tốt rồi, nhưng mình làm thì được thì nó tốt hơn. Đó. Nhưng mà tôi giải pháp. Thấy nó kêu đã của mình thôi. Tính thật nó kêu ấy. Đã nhỉ. Nó xà sát đây nè. Nghe mùi. Đấy, đấy. Đại trí chứ anh kia anh xuống thịt phi sinh xong là anh xuống là nó ok mà. Anh chim nó vào liền mà. Mà tôi nói thật với anh là mỗi múc một đông, đến khi mà cầm chập chậu á là sẽ đông phải gấp ít nhất là 5 lần như thế này. Và sẽ chui vào trong nhà. Đấy, tôi nói là không có sai nửa lời. Tại vì nhà anh chị biết mà. Tôi nói sai là anh chị biết liền này. Đó. Anh thấy chị thấy nó quay theo vòng tròn không? Cô rùa cho mở cái âm gọi dẫn to lên một chút xíu á. Mấy bên tay phải á. Volume tổng á. Đúng rồi. Ơi, đã không? Ôi trời ơi. Đi à, đi tứ phương nó quay về này. À, thấy không? Nó
đấy. Thằng bay là úi giời ơi. Đó. Úi giời sát miệng nữa. Đấy, bây giờ nó đảo theo một vòng tròn. Đấy, nhưng bọn em hay đòi bình luận như bình luận bóng đá là cân nước màu da cam á. Thế vòng tròn nó sượt này, con chui vào. Hà Lan hả? Đấy, đấy, đang, đang. Đấy. Đây là thật cái hình ảnh thật nhà, nhà anh chị nhá, không phải tôi làm người từ trước này tôi làm toàn bộ hình ảnh thật hết á. Thực tế. Rồi, bên kia nhà bên kia bắt đầu mở to thêm tí rồi đó. Vui đấy. Đúng rồi, nhà bên kia bắt đầu mở nó lục giác rồi. Nhà bên kia bắt đầu mở trung tâm điều khiển. Đóng cho em kia hết chưa, cái bạt đó. Đóng rồi. Bị bạt chỗ giường tầng 2 á. Rồi, cái bàn lúc anh bảo ấy. Rồi, ok. Và bây giờ bắt đầu là bắt đầu là đến nhiều lắm á. Nhà 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 kế bên bắt đầu mở to hơn bình thường rồi. Vâng, tôi cũng tường thuật thế này thôi, đi tắm này về thôi, 300 cây số. Hẹn quý vị lại video clip lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị. Hẹn vào chương trình này kế tiếp. Ngày mai tôi sẽ có quay ở tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt quý vị.